chợ Châu Long những ngày sát rằm tháng Giêng, không khí mua bán khá ảm đạm, người mua hàng khá thưa thớt. Theo những người bán hàng, do năm nay Tết xa, người dân còn khá nhiều thực phẩm dự trữ nên sức mua chưa cao, chưa kể đến người dân có xu hướng nghiêng về các thực phẩm chay. Từ Tết ra bây giờ là đến rằm tháng Giêng là bây giờ giá cả vẫn ổn định, không có mưa gì khác cả. Tết người ta vẫn còn thức ăn em ạ, chúng ta là bọn chị bán bình thường thôi. Từ Tết ý, thì là người dân tỉnh cũng mua rau coi như là dự trữ một ít để ăn. Thế còn ra ngoài riêng ý, thì coi như là dân tỉnh gọi là số lượng rau thì tốt lên. Mà dân tỉnh rau có đủ rồi thì ăn thêm thì ra ngoài Tết thì chậm hơn. Giá cả thì nó xuống đi rất nhiều so với trong năm. Dịp rằm tháng Giêng, giá hàng hóa ghi nhận khá bình ổn. Giá thịt lợn vẫn duy trì ở mức 90.000 đồng 1 kg, giá rau giảm nhẹ từ 3.000 đến 5.000 đồng 1 kg. Đặc biệt những mặt hàng bán chạy trong dịp này như hoa quả hay hoa tươi lại giảm giá khá mạnh so với dịp trước Tết. Như hoa ly trước Tết là 40.000 đồng một cành thì giờ chỉ còn 10.000 đồng một cành. Hoa hồng 20.000 đồng một bông giờ còn 5.000 đồng một bông. Ra Tết thì là hoa rẻ, năm nay khách hàng cũng mua nhiều nhưng mà nói chung là Tết thì nó đắt, bây giờ nó rẻ như này là quá rẻ luôn. Năm nay tôi thấy nó bình thường, tức là không tăng giá một cái gì cả, thậm chí hoa còn rẻ hơn ở mọi năm ấy. Sau Tết này đến gần rằm tháng Giêng, hoa rất chi là rẻ và lại tươi. Tôi thấy chuẩn bị dần tháng Giêng này, tôi cũng chuẩn bị mâm ngũ quả, cũng gần như đầy đủ, giá cả thì cũng gọi là bình ổn. Năm nay mặt hàng vàng mã cũng tiêu thụ khá cầm chừng do người dân có ý thức hơn trong việc đốt vàng mã. Theo người dân, năm nay thị trường hàng hóa tương đối dễ mua, chất lượng tốt và sản phẩm khá phong phú. Do vậy, theo dự đoán, sang đúng ngày rằm tháng Giêng, sức mua có thể sẽ tăng nhẹ từ 5 đến 10%, chủ yếu ở các mặt hàng như hoa quả và hoa tươi.